có một cái mộ khuyết vô bên trong, đây không biết con chuột không đâu, thấy cái hang khá là sâu. Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Khải Văn Mai Vlog nha. Thì mình hôm nay mình đang có mặt tại Nghĩa Trang Lái Thiêu B, và cái khu mình đang đứng là cái mộ người ta cải táng từ Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi rất là nhiều. Mình vào đây để khám phá, nghe nói ở trong đây là có mộ anh em của ông cố tổng thống đệ nhất Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Ok, theo những cao nhân dẫn lối, nhất là người đã ghim cái vị trí ở trên bản đồ, mình có thể dễ dàng đi vào cái khu mộ ở đây. Và theo mình thấy là ở đây rất là nhiều những mộ bên đạo Thiên Chúa. Nghe những người quét dọn ở đây thì họ nói là những mộ ở đây đa số là cải táng ở bên Nghĩa Trang Mạc Đỉnh Chi. Hồi đó là giải tỏa xong là họ xây nên cái công viên Lê Văn Tám, Lê Văn Ây á mọi người. Thì được biết đó là ở trong cái khu này là có mộ của ông cố tổng thống Diệm, cho nên là mình đi vào đây để khám phá xem khu mộ của ông Diệm và anh em của ông có những gì. Bên đây thì cây cỏ mọc cũng ít, ít có rậm rạp như ở Bình Hưng Hòa, nhưng mà mình thấy có những phần mộ mà cỏ sao nó mọc ở trên cái thanh giá ở cái đầu mộ ta. Đây chắc thân nhân ít có tới thăm những cái mộ này, cây cỏ mọc ở trên hết luôn. Thân nhân ít có tới dọn dẹp. Mộ ở đây thì có một nền màu trắng giống nhau, đá hoa cương. Mà phía trước mình thấy có hai cái mộ rất là đặc biệt, cái màu hồng hồng. Ở đây là mộ của một em bé. Và kế bên cái bia mộ này là chữ vàng, mộ của ông Ngô Đình Cẩn. Đây, xe anh bao tay te Cẩn, ông mất năm 1965. Ông Cẩn từng là lãnh chúa miền Trung, quản lý miền Trung này. Ông bị bắt giữ, bị giam ở Khám Chí Hòa sau năm 1963. Hay ông Diệm và ông Nhu đã bị ám sát, ông đã bị tử hình. Mộ ông Cẩn nằm ở đây, mộ ông Cẩn là nằm ở trên. Ở đây có vài mộ của em bé nè, lâu lắm. Mình nghĩ là sắp tới rồi. Tới chỗ mình cần tới. Ở đây phía trước có ba ngôi mộ khá giống nhau. Đầu tiên là mộ của Nhu, Ngô Đình Nhu, em trai của ông Diệm. Trên mộ là có tên thánh nè, đệ Gia Cô Bê đệ. Mộ của ông Nhu mất ngày 2 tháng 11 1963. Tiếp đến chính giữa là mộ của Lucia Phạm Thị Thân, mất ngày 2 tháng 1 1964, là mẹ của hai ông. Và cuối cùng phía bên phải là mộ của ông Diệm. Mọi người có thể thấy tên thánh Gioan Bautista Hun. Ông Diệm và ông Nhu mất cùng ngày 2 tháng 11 1963. Đó thì mọi người thấy ngay chỗ cái hàng cây rậm rạp là ngoài cái đường ngoài nha. Đó, cái đó là ngay mặt đường lớn rồi.
Dạ, mình hồi nãy mình vô đây mà mình phải đi vòng tuốt phía dưới kia khoảng 150 mét, mình vô cổng của lái thiêu bê, mình chạy quanh lên đây đó. Thì cũng cảm ơn cao nhân đã ghim cái vị trí ở trên Google Map để mình dễ tìm cái khu này hơn. Xung quanh ở đây có những ngôi mộ, và ở đây có một bức tường, ở đây là hết rồi. Đây cây cối rất là rậm rạp. Thì ông Diệm bên này từng làm quan thời Nguyễn nha. Sau khi bỏ phiếu phế trước vô Bảo Đại thì ông lên làm tổng thống của nền đệ nhất Cộng Hòa. Ông là người sáng lập ra nền đệ nhất Cộng Hòa đó. Ông cũng có công đưa ra chính sách là di cư những người Bắc vào Nam năm 1954. Ông đã giúp cho hàng triệu nhân dân miền Bắc có chỗ ở, có đất đai. Thấy thì ở trên phần mộ của ông Diệm có một cái vết gì nè, mình nghĩ là do người ta đốt đèn cầy, là đèn cầy nó chảy lên loang một vết như vậy. Mà cái mộ của ông Diệm mình thấy có dấu hiệu bị nứt nẻ trong tấm bia. À, mình thấy có điều hơi lạ nha, tại vì mộ của ông Cẩn và mẹ của ông và ông Nhu đều có cây thánh giá ở phía trên, nhưng mà ngôi mộ của ông Diệm là không có cây thánh giá ở trên cái bức hình này, chỉ là một cái lưỡi tre. Mình cũng không biết đây là cái ý của người lập nên mộ ông hay sao. Theo mình tìm hiểu thì đây là nơi mà lần thứ ba ông đã được yên nghỉ, tức là hồi trước á, ông và ông Nhu sau khi bị sát hại được chôn ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi, nhưng mà nghĩa trang đó là chỉ chôn ông lần hai thôi, là lúc mà ông chết á, lúc hai ông chết á, thì cái quân mà nổi loạn định cướp xác hai ông để tế lễ, tế gì thì mình không biết, mà sao rồi nhiều người sợ cướp xác á, và những người an táng cho ông đã chôn ông, chôn tạm ở cái khu đất bộ trưởng tham mưu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa ở trên đường Lê Văn Việt á. Chỗ đó mình nghe nói chứ mình không có tìm hiểu á. Chôn ở đó, rồi một thời gian sau mới là chôn ở nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Sau 1985 á, thì người ta đã giải tỏa cái nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi đó, làm nên công viên Lê Văn Tám và mộ của hai ông và bà với ông Cẩn là được di dời xuống đây. Nghe nói lúc đó là cháu, hình như cháu ngoại của ông Diệm là đã bóc mộ và đem xuống đây an táng. Theo mình thấy là ở đây có người dọn dẹp nè, có người tới thắp nhang dọn dẹp, nên là những phần mộ cũng khá là sạch sẽ. Mình cùng nhau đi xem xung quanh nó làm sao. Thì ở đây là đá được trộn bê tông khá là chắc chắn. Ở phía dưới này có dòng chữ gì nè, mình không có thể đọc rõ được nữa, mờ. Huỳnh Trang hay là Giang ta. Thì đây là cái bia mà ở đằng sau cái phần mộ của bà Phạm Thị Thân, mẹ của hai ông đó. Trên mộ của ông Nhu thì có những cái nến trắng được đốt chảy xuống.
Mình thấy phía sau này có cái mộ này hình như đã được bóc lên rồi nè. Ở đây cũng vậy, nó lộ ra một cái lỗ. Đây nè, bóc chắc lâu rồi. À, ở đây coi rõ nè mọi người, Huỳnh Hạnh, Mồ Mã, Cưa Đá, Cẩm Thạch, Lữ Gia, cái gì, Phú Thọ, quận 11, phường 14, quận 11, à, là cái nơi này là làm nên những cái bia mộ, gia công bia mộ. Đây, mình đi thắp nhang cho ông Cẩn. Để mình đi xung quanh mộ của ông Cẩn coi có những gì. Ui, mình thấy có cái mộ này thiết kế rất là lạ mọi người, thiết kế lạ hơn những cái mộ khác. Có một cái thánh giá nè, có ghi tên tuổi. Ở phía đằng sau bia mộ của ông Cẩn thì có chữ Giang Báp Tai Te 1911 tới 1965. Thì chỉ có mộ ông Cẩn là có thông tin ở phía sau thôi, còn mộ mẹ của ông và ông Vệ Môn Nhu thì không có. Ở đây mình có thể thấy xe chạy nè. Ôi, rất là nhiều chị mọi người. Chim sẻ nè. Chim sẻ nó đứng mình độ khoảng hơn chục con á. Chim rất là nhiều. Đây có một cái mộ khuyết gì bên trong. Đây không biết con chuột không đâu. Mình thấy cái hang khá là sâu. Thường mình thấy người ta phả lấp đất lên chỗ cái khoảng không trên đây để người thân cắm nhang, mà chắc do mưa gió, mưa cho nên là bị xói xuống. Không biết có con gì trú ngụ ở dưới đây hay không. Thì mộ của người này cũng lâu rồi. Ông bác này là tử năm 1974, trước ngày giải phóng, trước năm giải phóng. Có những mộ mà được xây cái phía thành bên ngoài chắc là mộ của dòng họ. Ừ, mình có một cái thắc mắc nè. Ở đằng sau cái bia này có chữ Tư là sao ta? Tư. Tư có nghĩa là gì? Mà thấy nhiều phần mộ. Nữa. Mình hơi thắc mắc, không biết họ đánh dấu như vậy là sao. T nè.
mình thấy đa số những mộ mà có cái phần ở trên này đều bị xối xuống, mọi người có thể nhìn thấy cái hang nó rất là sâu khuyết bên trong. Để mình chỉ camera lên cho mọi người coi cái khu này, mọi người thấy chưa, cây cối rất là rậm rạp. Đây rất là rậm rạp luôn, có những cái cây kiển nè, nghĩa là người nhà thân nhân của họ đến đây trồng nhưng mà lâu rồi không tới dọn dẹp cho nên là cỏ nó mọc lên luôn. Còn ở đây cái nấm này sao cỏ phủ hết trơn ta, mình không biết nữa. Đây có gì kiến không à mọi người, kiến không. Đi ra khu này đa số những mộ là được cải táng lại từ nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi. Nhiều mộ thì còn đẹp cho thân nhân tới chăm sóc, nhiều mộ mình thấy hoang tàn, cây cối mọc phủ luôn. Đó, mọi người thấy trước đây là một cái mộ nè, mà mình không có thấy được cái gì hết, chỉ có một nhúm của nhúm đất nhô lên, trong kia là một cái thánh giá núi lên, mọi người thấy không? Là một cái mộ. Đây có những mộ đã hút cốt rồi. Có mộ này là phai cái chữ ở trên tấm bia luôn, nhưng mà mình vẫn còn đọc được. Có những gia đình cũng rất là kỹ nè, đó họ rào vậy vậy nè, mộ rất mộ gia tộc. Đây là những người ta hay chăm sóc, còn đây là kiểu như thân nhân lâu rồi không có chăm sóc. Cây cối bít ở đây cũng có chữ tư nè, chữ tư nhiều lắm, chữ tư rất là nhiều mọi người. Đi vào đây thì mình thấy không có rậm rạp như bên Bình Hưng Hòa, chỗ này cũng an ninh hơn, mình có thể đi vô và để xe ở ngoài mà không sợ mất xe. Cái ụ này người ta bóc mộ lên rồi người ta chôn trở lại, chôn trở lại thành một tùm như vậy. Rồi. Để leo hai một vòng thì mình cũng vòng ra phía bên ngoài rồi. Hôm nay nói chung là trời cũng hơi nắng, mình đi khám phá trong này trong đầu trần nè, đâu đội nón gì đâu, nó mồ hôi ướt hết luôn. Hôm nay mình khám phá tới đây thôi, mình sẽ kết thúc video tại đây nha. Mọi người thấy video hay thì cho mình một like và một lượt đăng ký, mình có động lực mình làm thêm những video mới mẻ hơn, mình khám phá những chỗ mà ly kỳ và tâm linh hơn nha. Cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ cho Khải Văn Mai. Tạm biệt mọi người, bye bye.